Chào mừng các bạn học sinh đến với môn âm nhạc lớp 3. Tiết 23, giới thiệu một số hình nốt nhạc, kể chuyện âm nhạc. Mục tiêu cần đạt thông qua tiết học ngày hôm nay. Thứ nhất, nhằm giúp các con nhận biết các hình nốt trắng, đen, nốt móc đơn và nốt móc kép. Thứ hai, nắm được nội dung câu chuyện Du Bá Nha, Trung Tử Kỳ. Các con ạ, để ghi chép độ dài, ngắn của âm thanh, người ta dùng các hình nốt. Hôm nay, cô tiếp tục giới thiệu với các con một số hình nốt nhạc qua nội dung thứ nhất của tiết học ngày hôm nay. Giới thiệu một số hình nốt nhạc. Nốt nhạc gồm có thân nốt, đuôi và dấu móc. Đầu tiên là nốt trắng. Nốt trắng có thân nốt hình bầu dục, ruột rỗng, màu trắng, có thêm đuôi. Giá trị của một nốt trắng bằng hai nốt đen, có nghĩa là bằng hai phách. Nốt đen là hình nốt có trường độ bằng nửa nốt trắng, có nghĩa là bằng hai nốt móc đơn. Thân nốt hình bầu dục, ruột tô đen, có đuôi. Giá trị của một nốt đen bằng hai nốt móc đơn, có nghĩa là bằng một phách. Vậy, với nốt móc đơn là nốt như thế nào? Các con hãy cùng quan sát lên đây nhé. Nốt đơn có thân nốt hình bầu dục, có đuôi và có một dấu móc. Giá trị của một nốt móc đơn sẽ bằng hai nốt móc kép, có nghĩa là bằng 1/2 phách. Nốt móc kép có thân nốt hình bầu dục, ruột tô đen, có đuôi và có hai dấu móc nên người ta gọi nó là nốt móc kép. Giá trị của một nốt móc kép bằng 1/4 phách. Các con vừa làm quen với các hình nốt. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con tập viết các hình nốt nhạc vừa học. Để viết nốt trắng, con viết thân nốt hình bầu dục. Lưu ý, thân nằm gọn trong khe hoặc chính giữa dòng kẻ và không tô đen. Bước thứ hai, con viết thêm đuôi là nét sổ thẳng, cao khoảng 3 khe, sao cho cân đối giữa khuôn nhạc và thân nốt. Đuôi sẽ kẻ vào bên phải hoặc bên trái của thân nốt. Con lưu ý, không kẻ đuôi vào giữa thân nốt. Với hình nốt đen, sau khi các con đã viết được hình nốt trắng, chúng ta sẽ viết bước thứ ba, đó là các con sẽ tô kín phần thân nốt. Chúng ta sẽ được một nốt đen. Từ nốt đen đó, các con viết tiếp ở đuôi một dấu móc. Chúng ta sẽ được hình nốt tiếp theo, đó là nốt móc đơn. Như vậy, qua nội dung 1, các con đã làm quen các hình nốt trắng, đen, nốt móc đơn và nốt móc kép. Các con tiếp tục rèn cách viết nốt nhạc trên khuôn để chúng ta có thể viết đúng, đẹp và nhận diện nhanh, chính xác các hình nốt nhé. Bước sang nội dung 2 với câu chuyện Du Bá Nha, Trung Tử Kỳ. Bá Nha làm quan trong triều đình nước Tấn thời Xuân Thu, là một người chơi đàn nổi tiếng. Một lần, ông đi sứ đến nước Sở, đi qua Mã An Sơn, xúc cảm trước cảnh đẹp hai bên bờ Trường Giang, liền dạo một bản đàn. Đang chơi, bỗng nhiên dây đàn bị đứt. Ông biết là có người nghe trộm. Ngày xưa, người ta coi âm nhạc là cái gì đó rất thần bí. Nào là trước khi gãy đàn phải tắm gội, ăn chay, thắp hương,
yên tĩnh. Nào là khi chơi đàn chỉ được thưởng thức một mình, không được người khác nghe trộm. Nếu nghe thì dây đàn sẽ bị đứt. Điều đó tất nhiên chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ. Bá Nha liền bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn lên thấy một người tiều phu, người đó chính là Trung Tử Kỳ, một người say mê và am hiểu về âm nhạc. Hai người trò chuyện, bàn bạc về âm nhạc với nhau rất tâm đắc. Bá Nha gãy mấy bản đàn cho người bạn nghe, Tử Kỳ nghe đến đâu đều có lời bình đến đó và tỏ ra rất thông hiểu về âm nhạc. Từ đó, Bá Nha và Tử Kỳ kết thành đôi bạn thân. Một năm sau, Bá Nha theo lời hẹn đến chỗ cũ để gặp Tử Kỳ. Nhưng không ngờ, Tử Kỳ đã mắc bệnh qua đời. Bá Nha vô cùng thương tiếc đến viếng mộ và gảy lên những bản đàn khi còn sống Tử Kỳ thích nghe. Không ngờ, lúc đó có một bác thuyền chài và một bác tiểu phu đi tới, nói một cách chế giễu: "Tiếng bập bùng ở đâu thế nhỉ?" Bá Nha vì thế rất khổ tâm và nghĩ rằng mất người bạn tri âm tri kỷ thì từ nay chẳng còn ai có thể hiểu tiếng đàn của mình nữa. Bực tức, ông đập cây đàn xuống đất và thề không bao giờ chơi đàn nữa. Các bạn vừa được nghe cô kể câu chuyện Dù Bá Nha, Trung Tử Kỳ. Chúng ta hãy cùng quan sát lên 5 bức tranh trên màn hình và trả lời cho cô các câu hỏi sau để nắm được nội dung câu chuyện nhé. Câu 1. Bá Nha và Tử Kỳ, ai là người biết chơi đàn? Câu 2. Vì sao hai người lại kết thành đôi bạn thân? Câu 3. Vì sao Bá Nha thề không bao giờ chơi đàn nữa? Câu chuyện tình bạn của Bá Nha và Tử Kỳ làm xúc động lòng người. Một đôi tri âm tri kỷ mà trên đời này khó có đôi bạn nào như vậy. Câu chuyện nhắn nhủ chúng ta hãy biết trân trọng tình bạn và lòng yêu thương con người. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau.